Sau hơn 6 tháng, thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 dành lại vỉa hè cho người đi bộ, chấn chỉnh tình trạng để ô tô, xe máy bừa bộn trên vỉa hè. Nhiều nơi trật tự đã được thiết lập. Thế nhưng khoảng 1 tháng nay, theo khảo sát của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, tình trạng bắt cóc bỏ dĩa lại tái diễn. Nhiều tuyến đường, tuyến phố ở Hà Nội lại lộn xộn, xe cộ tràn lấn vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Thậm chí hiện nay đang vào mùa kinh doanh bánh Trung Thu, thành phố Hà Nội lại cho phép nhiều đại lý, cửa hàng, kiosk bày bán bánh Trung Thu trên vỉa hè của nhiều tuyến đường, tuyến phố. Có những tuyến đường thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, các đơn vị kinh doanh bánh Trung Thu còn bày kiosk gần như tràn kính vỉa hè, khiến người đi bộ không còn chỗ đi. Sau một tháng báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh, đến nay tình trạng vẫn như cũ, cơ quan chức năng không có phản hồi, cũng không khắc phục.